tổng giá trị của cái bộ sản phẩm mà tôi giới thiệu mọi người ngày hôm nay thì nó có giá khoảng tầm từ 1.450.000 cho đến 1.560.000, hơn lệch budget khoảng tầm 60.000, nhưng mà tôi nghĩ là cũng là một cái mức giá khá là ổn, đúng không? Chào các bác, tôi là Linh đây và ngày hôm nay chúng ta có một video mới. Video hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bác một cái chu trình skincare dành cho tất cả các loại da. Và với mỗi chu trình skincare dành cho mỗi loại da ngày hôm nay thì nó sẽ có budget là 1.500.000. Và chúng ta sẽ làm cái video này theo một cái tiến độ, đấy là sẽ có một cái video 1.500.000, video 3.000.000 và video 6.000.000 để phù hợp với budget của từng người. Và với cái video đầu tiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm video 1.500.000 rất là phù hợp cho những bạn học sinh sinh viên. Và chúng ta sẽ bắt đầu video luôn nhé. Đây là một cái chu trình skincare khá là hợp lý cho mọi người và nó rất là an toàn. Và những sản phẩm tôi chọn đây thì đều là những sản phẩm rất là lành tính cho da và đa số mọi người đều có thể sử dụng được. Tuy nhiên tôi nghĩ là đây chỉ là cái lựa chọn mà do tôi chọn ra cho mọi người thôi, chứ mọi người cũng không nên là kiểu cứ phải mua theo cả cái chu trình như là tôi. Tại vì nhiều khi mọi người mua cả chu trình về mà thấy nó không hợp xong lại trách cứ tôi thì nó rất là buồn đau. Nói chung ý của tôi là mọi người đừng kiểu lấy cái chu trình này ra để làm một cái chuẩn hóa cho mình ý, mà mọi người cứ tham khảo thêm. Tại vì nhiều khi là cái mà tôi đưa ra cho từng làn da nó cũng có thể là những cái sản phẩm mà nó chưa thực sự phù hợp mọi người. Thế nên chúng ta cùng nhau học tập thật nhiều và lắng nghe làn da để có thể đưa ra chu trình skincare hợp lý cho từng người nhé. Đối với cả cái nhóm sản phẩm 1.500.000 ngày hôm nay thì gần như là những cái sản phẩm mà rất là cần thiết cho mỗi người. Bên cạnh đấy thì nhóm này tôi sẽ chia ra làm 4 loại da để cho mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên sẽ là da dầu khỏe, tiếp theo là da dầu mụn, tiếp theo đấy là da khô và cuối cùng là da khô nhạy cảm. Thì đây là 4 cái nhóm mà tôi nghĩ là cần thiết nhất. Còn với những bạn mà da thường và da hỗn hợp thì mọi người có thể chạy theo cái hướng là da dầu hoặc là da khô, tùy theo cái mục đích của mình. Đầu tiên là nhóm da dầu khỏe thì đây là cái nhóm da mà mọi người sẽ thấy là khá là phổ biến ở Việt Nam. Ở đây thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều tình trạng là đổ dầu nhiều này, da thường có gặp dầu ở phần mũi, phần má và đổ mồ hôi cũng khá nhiều. Tình trạng da cũng thỉnh thoảng sẽ có mụn nhưng mà nó không phải là kiểu những cái quá là nặng nề. Và bên cạnh đấy thì những cái làn da này cũng khá là bóng, khá là sáng, khỏe, nó không gặp quá là nhiều vấn đề trên da. Đối chu trình skincare buổi tối dành cho da dầu khỏe ấy, thì sản phẩm đầu tiên tôi giới thiệu các bác thì đấy là sản phẩm này. Đây là một cái chai nước tẩy trang, loại này là của L'Oreal và đây là một cái micellar water 3-trong-1. Sản phẩm này thì có thể vừa giúp mọi người là làm sạch bụi bẩn này, giúp mọi người có thể kiểu làm dưỡng ẩm một chút, cũng như là nó có thể làm sạch được những cái make up nhẹ nhàng trên da. Tẩy trang này thì là của nhà L'Oreal và tôi thấy là cái tẩy trang này nó có hai màu ấy, nó là màu xanh và cả màu hồng, thì tôi thấy là cái loại này tôi thích hơn. Loại này thì nó làm sạch sâu hơn, với cả cái thứ hai đấy là L'Oreal là một tập đoàn mà có rất là nhiều sản phẩm make up. Thế nên khi mà họ làm sản phẩm tẩy trang này thì tôi rất là tin tưởng. Và sản phẩm này thì thực sự là so với những cái sản phẩm như kiểu là của Beyond Derma hay là của La Roche-Posay thì tôi cảm nhận là nó có vẻ là tẩy make up sạch hơn một chút. Và giá sản phẩm này thì nó khá là rẻ, khoảng tầm hơn 110.000 là mọi người đã có thể mua được cái sản phẩm này rồi. Thế nên là tôi thấy đây là một cái món đầu tư khá là hợp lý cho những bạn học sinh sinh viên. Tiếp theo đến với sữa rửa mặt dành cho da dầu khỏe, tôi có hai món giới thiệu mọi người. Thì đầu tiên đấy là sữa rửa mặt này của Zapdit Acne Wash Cleanser và cái thứ hai là sản phẩm Salicylic Acid Cleanser của The Inkilis. Thì cả hai món này nó đều là có chứa SA, mọi người đã biết là Salicylic Acid giúp để làm giảm cái tình trạng mụn đầu đen trên da mọi người khá là tốt, cũng như là nó hỗ trợ làm giảm mụn, rồi nó có thể là hỗ trợ mọi người điều trị mụn ẩn luôn. Thế nên là tôi thấy là hai sản phẩm này thì đều rất là tốt. Bản chất thì hai cái chai này tôi thấy là nó khá là giống nhau, chỉ khác là cái bên này thì nó sẽ thiên về trị mụn nhiều hơn, bên này thì nó sẽ dịu hơn một chút. Nếu mọi người thích một cái gì đấy thiên về dưỡng ẩm nhiều và nó kiểu chỉ đơn giản là có salicylic acid và rất là nhiều chất dưỡng ẩm ấy thì cái chai bên này sẽ phù hợp mọi người hơn. Còn nếu mà mọi người muốn là da mình được kiềm dầu tốt này, được kháng khuẩn nhiều hơn ấy thì cái Zapdit sẽ phù hợp mọi người hơn. Giá hai sản phẩm này cũng khá là rẻ, sản phẩm Zapdit này thì giá nó khoảng tầm 260-300.000, còn sản phẩm Salicylic Cleanser này thì nó sẽ là khoảng tầm từ 350 đến gần 400.000 một chai này. Tiếp theo là đến với cả toner thì tôi thấy là có 3 sản phẩm này mà tôi muốn giới thiệu mọi người chọn một trong 3. Đầu tiên là sản phẩm này của Amfrom, cái này là Rice Toner. Đây là một cái toner mà nó sẽ có thể giúp cho mọi người kiểu cấp ẩm khá là vừa phải, nó không bị quá ẩm, không bị dư ẩm. Và sản phẩm này thì nó có khả năng là làm sáng da, làm trắng da nữa trong một thời gian dài nếu mà mọi người sử dụng trong khoảng tầm từ 2 đến 3 chai. Bản thân sản phẩm này thì tôi thấy là cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà kiểu sợ dư ẩm và sợ da mình quá nhờn ý, thì toner này rất là phù hợp luôn ý. Sản phẩm tiếp theo thì nó có ẩm hơn một chút so với cả cái sản phẩm Rice Toner, thì đây là cái Unscented Toner của nhà Claire's. Cái này thì tôi giới thiệu rất là nhiều lần rồi trong rất là nhiều video khác nhau ở trên kênh, thì mọi người có thể xem lại ở trong video sự thật về Claire's.
Thì tôi chỉ muốn nói thêm cái sản phẩm này thì nó có rất là nhiều chất hút ẩm tốt. Lúc mà trong ngày thì mình vẫn thấy là nó được cấp ẩm rất là tốt và nó hệ giữ ẩm tôi nghĩ là khoảng tầm từ 5 đến 7 tiếng. Thế nên là đây là một cái sản phẩm toner mà tôi nghĩ rất là đáng để sử dụng, cũng như là nó không có hương liệu nữa thì rất là tốt cho da. Cuối cùng cái sản phẩm toner mà nó sẽ thiên về là toner tẩy da chết, nhưng mà nó là khá là ít tẩy da chết thôi, nó rất là ít. Đây là toner bán chạy nhất Hàn Quốc, loại này là toner Rollup Tokdo 1025. Đây là cái loại mà thực sự là nó thể làm sáng da mọi người lên khá là rõ rệt so với cả hai loại kia chỉ sau một chai này thôi. Và khi mà sử dụng cái này mọi người thấy là loại này thấm nhanh nhất so với cả ba loại. Và mọi người có thể sử dụng cái này để làm cái đắp mặt nạ kiểu Hàn ấy, tức là mọi người đổ vào cái bông ấy xong mọi người dán nó lên các cái vị trí trên mặt này, thì mình có thể thấy là da mình nó được cấp ẩm tốt. Cái thành phần tẩy da trên sản phẩm này thì nó là salicylic acid, tuy nhiên là cái phần trăm của nó rất là thấp thôi. Thế nên là nó gần như chỉ giúp cho mọi người kiểu làm sáng da lên, mà mọi người thấy là cái vết thương của mọi người ấy, nếu mà nó kiểu bị đỏ ấy thì sau 1-2 ngày nó có thể là giảm đỏ rát đi khá là tốt. Thì cái sản phẩm này tôi thấy là rất là phù hợp cho những bạn nào da dầu luôn. Và nếu mà mọi người da dầu mà không có sản phẩm này thì rất là tiếc. Và cả ba chai này thì đều có giá là khoảng 300.000 trên một chai. Và tùy theo nhu cầu của mọi người thì mọi người muốn chọn loại nào thì có thể tùy chọn theo ý mình. Cái loại Rice Toner này thì sẽ thiên về là cấp ẩm nhẹ nhàng và nó không bị dư ẩm này. Loại này thì nó cấp ẩm sâu hơn. Loại này thì vừa cấp ẩm sâu mà vừa có thể tẩy da chết nhẹ nhàng. Thế nên mọi người chọn theo ý thích của mình. Tiếp theo là một nhóm sản phẩm mà tôi nghĩ là nó rất cần thiết cho da dầu, nhưng mà thường các bạn da dầu thì thường không biết cái điều này và hay bỏ quên. Đấy là nhóm sản phẩm mà có chức năng kháng viêm và dịu da. Nó sẽ giúp cho mọi người bớt đỏ rát này, và khi mọi người treatment chẳng hạn thì nó sẽ giúp mọi người kiểu có một làn da khỏe mạnh hơn, tràn đầy sức sống hơn. Đầu tiên là trong cái nhóm sản phẩm chống viêm dịu da này, tôi giới thiệu mọi người một cái chai này. Đây là Centella Ampoule của nhà Skin 1004. Thì đây là một cái ampoule mà nó chỉ thiên về rau má mà thôi. Và cái loại này thì nó sẽ giúp mọi người kháng viêm này, làm giảm những cái mụn sưng đỏ khá là tốt. Đương nhiên nó không phải là kiểu hết hẳn nhớ, mà nó chỉ là kiểu làm giảm viêm, giảm sưng thôi. Rồi sau đấy là nó thể giúp mọi người là làm chống oxy hóa cũng rất là ổn luôn. Mà nghĩ là nó kiểu chất dầu nhá, nhưng mà không hề, nó là kiểu chất nước. Và nó cực kỳ tốt cho da luôn, tôi thử mọi người xem. Lúc mà lên tay nhá, nó sẽ từng giọt như này này. Và gần như là nó thấm ngay lập tức, chứ nó không phải kiểu cái dạng là dầu dầu đâu. Nên mọi người cứ yên tâm. Đấy, nó thấm luôn. Sản phẩm này thì nó là một cái loại chiết xuất thực vật. Thế nên là khi mà mọi người sử dụng ấy thì mọi người cần phải patch test trước, bởi vì sẽ có một số làn da là không phù hợp với thực vật. Chai này là chai 50ml và hiện tại đang bán trên thị trường với giá là khoảng tầm từ 330 đến 350 thì mọi người có thể tham khảo để mua nhé. Tiếp theo của cái nhóm sản phẩm làm dịu da và phục hồi da thì tôi có một sản phẩm của nhà The Ordinary Marine Hyaluronic Acid. Thì đây là một cái loại mà mọi người sẽ thấy là trên thị trường bây giờ bán rất là nhiều. Và loại này thì sẽ thực sự là hợp với những bạn nào mà không phù hợp với cả rau má. Cái loại này thì nó tên là Marine Hyaluronic Acid thôi, nhưng mà bản chất là sản phẩm này, cái thành phần của nó không phải là để cấp ẩm, mà thành phần của nó thì nó sẽ thiên về những cái sản phẩm để giúp hồi phục da, ví dụ như là peptides, hoặc là trong này sẽ có rất là nhiều cái acid amin rất là tốt cho da. Cái sản phẩm này thì nó có khả năng bảo vệ da rất là tốt. Khi mà da mọi người kiểu gặp những tình trạng là đỏ rát này thì mọi người sử dụng lên thế là cảm thấy là giảm kích ứng khá là nhiều. Đương nhiên là cái mức độ dịu da tôi thấy là không bằng được cái Centella, bởi vì là cái Centella thì nó mạnh hơn về khả năng là làm giảm vết thương ấy. Tuy nhiên là cái bên này thì nó sẽ hợp với những bạn nào mà không phù hợp với cả rau má. Cái chất của cái sản phẩm này thì nó cũng thấm rất là nhanh, nó cực kỳ lỏng nhẹ luôn ý. Mọi người cứ nghĩ là nó sẽ giống cái sản phẩm HAB5 của The Ordinary, nhưng nó không hề nhá, hai sản phẩm hẳn nhau luôn. HAB5 thì nó thiên về là kiểu là như một cái serum cấp ẩm, còn cái này là thiên về serum để làm kiểu kháng viêm rồi là kháng khuẩn, giúp mọi người có một cái hàng rào da khỏe mạnh hơn ý. Thì loại này nó thấm rất là nhanh và đảm bảo mọi người là khi mọi người sử dụng thì sẽ thấy da mình nó được phục hồi rất là tốt. Sản phẩm này thì được bán trên thị trường với giá cũng khoảng tương tự với các sản phẩm của Skin 1004 là khoảng từ 300 đến 350. Tuy nhiên là The Ordinary thì chưa có mặt tại Việt Nam nên mọi người có thể tìm những cái chỗ uy tín để mà order hoặc là mua sẵn nhé. Tiếp theo thì đối với da dầu khỏe mạnh ý, thì cái mọi người cần nữa đấy là cái khả năng kiềm dầu trong này là một thứ hai. Đấy là có thể làm sáng da một chút và làm texture da trở nên đẹp hơn, không bị sần. Thì với cái nhóm này ý, thì mọi người cần một cái chất thôi duy nhất, đấy là niacinamide, để giúp cho da mọi người được đẹp hơn. Thì cái nhóm này tôi giới thiệu mọi người hai sản phẩm, đều là hai sản phẩm rất là rẻ và rất là nổi trên thị trường. Sản phẩm thứ nhất là một sản phẩm rất là quen thuộc của The Ordinary, cái này là niacinamide 10% cộng zinc 1%. Và cái thứ hai đấy là Lucent Base, cái này là nicotinamide 10%. Và cái bên này thì nó sẽ thiên về là một cái sản phẩm
dưỡng sáng dưỡng trắng, còn bên này thì sẽ thiên về là giảm mụn với cả là kiềm dầu. Sản phẩm này tôi thấy là tôi chọn Lovebox tại vì là nó có mức giá dưới 300 là cái thứ nhất, cái quan trọng nhất là về giá. Cái tiếp theo là về cái chất lượng thì Niacinamide của The Ordinary thì các bác đã biết là nó kiểu nổi như thế nào rồi. Lúc mà mùa hè thì da tôi đổ dầu rất là nhiều với phần cánh mũi này, thì tôi sử dụng sản phẩm này thì sau một đêm dậy là thấy da mình kiểu hoàn toàn là không có đổ dầu luôn. Bên cạnh đấy là sản phẩm nó giúp mình làm giảm cái nốt mụn ở cái phần má ấy này rất là tốt luôn ý. Đối với sản phẩm Niacinamide này của nhà The Ordinary thì gần như là 100% những bạn nào mà da dầu khỏe đều rất là phù hợp với sản phẩm này và đều có những cái feedback cực kỳ tốt. Tuy nhiên là những bạn mà da dầu mụn thì mình cần phải xem xét thêm về thành phần. Và những cái bạn nào mà cũng là da dầu khỏe nhưng mà da mọi người hơi nhạy cảm một chút ý, mọi người chỉ muốn làm sáng da, làm trắng da hơn, cũng như là một cái serum Niacinamide cho bản thân mình, thì cái sản phẩm Lucenbay này tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn. Tại vì nó thực ra chỉ là một công thức rất là đơn giản, nó có Niacinamide 10% và thêm một vài chất hút ẩm đấy thôi. Nó không có kiểu dinh hay là không có những cái chất để làm giảm mụn hay là kháng mụn gì cả, mà nó sẽ thiên về là cái texture mọi người sẽ đẹp hơn một chút, cũng như là da mọi người được sáng hơn thì bên này sẽ phù hợp hơn. Tôi vừa chia sẻ trên ấy thì sản phẩm này đều có giá là dưới 300.000, mà hai món này thì đều là 30ml và trên thị trường sẽ bán với giá khoảng tầm từ 200 đến 250 một lọ. Cuối cùng là sản phẩm kem dưỡng ẩm dành cho da dầu khỏe thì tôi có hai sản phẩm, và hai sản phẩm này thì rất là phù hợp với da dầu, kể cả da nhờn luôn cũng có thể sử dụng được. Sản phẩm đầu tiên đấy là kem dưỡng ẩm của Naturi, cái này là Naturi Skin Conditioner Gel, một kem dưỡng ẩm của Nhật. Và sản phẩm này thì nó ăn đứt tất cả những kem dưỡng khác trên thị trường, đấy là nó có kết cấu cực kỳ lỏng nhẹ và thấm rất là nhanh, mặc dù không có cồn nhưng mà cái khả năng thấm của nó thì vô đối luôn. Thế nên là tất cả những bạn nào mà da nhờn nhất ý, thì mọi người sử dụng sản phẩm này vẫn có thể là kiểu hoàn toàn yên tâm. Kem dưỡng ẩm này thì nó có một điểm tốt nữa, đấy là nó có chiết xuất hạt ý dĩ. Thì hạt ý dĩ thì nó sẽ có rất là nhiều axit amin cũng như là vitamin B5 để giúp cho mọi người là có thể phục hồi da một chút, cũng như là làm sáng da hơn, chống oxy hóa được một chút xíu nữa. Tuy nhiên là nó không phải là quá mạnh mẽ. Sản phẩm này thì phù hợp cho da dầu bởi vì nó không quá dư ẩm và nó không bị bí, nó rất là thoáng da. Chứ còn nói về việc là nó có nhiều chất kiểu tốt mạnh mẽ hay là phục hồi mạnh mẽ thì không phải là quá mạnh về cái phần đấy. Thì cái này là 180g và giá của nó là khoảng tầm 245.000. Nhưng mà bình thường thì mọi người cũng có thể mua được order với giá khoảng tầm 180-190.000. Sản phẩm tiếp theo là cho da dầu khỏe là một cái sản phẩm vô cùng kinh điển của nhà CeraVe. Thì đây là sản phẩm CeraVe Facial Moisturizing Lotion Ultra Lightweight. Thì loại này tôi đã từng giới thiệu mọi người ở trong cái video về những cái sản phẩm kem dưỡng ẩm rồi. Thì tôi chỉ muốn nhắc lại một chút, đấy là sản phẩm này thì nó sẽ có kết cấu dày hơn cái sản phẩm Naturi vừa rồi một tí. Tuy nhiên là nó sẽ có một công thức vô cùng hoàn hảo dành cho tất cả những bạn da dầu nào muốn tìm đến, đấy là vừa có thể làm sáng da, chống oxy hóa tốt, cấp ẩm tốt, phục hồi tốt. Thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ ổn cho mọi người. Giá của sản phẩm CeraVe này thì với 89ml mọi người sẽ có một cái mức giá khá là tốt. Tôi nghĩ thế, nó là khoảng tầm 350-400.000. Mặc dù là giá hơi đắt một chút, mà tôi thấy là cái công thức của CeraVe như thế này ý, nó khá là xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Tổng giá trị của cái bộ sản phẩm mà tôi giới thiệu mọi người ngày hôm nay thì nó có giá khoảng tầm từ 1.450.000 cho đến 1.560.000, hơi lệch budget khoảng tầm 60.000, nhưng mà tôi nghĩ là cũng là một cái mức giá khá là ổn đúng không? Tiếp theo đến với nhóm da dầu mụn thì đương nhiên là ngoài mà da dầu ra thì mọi người bị thêm cả mụn nữa. Thì mụn ở trên da mọi người nó sẽ xuất hiện theo cái tần suất đấy là rất là kiểu bất ngờ và bất thường. Thì là bị đến kỳ mà cũng bị này, hoặc là mọi người kiểu hơi buồn, hơi stress một tí bị này, ăn cái gì đấy linh tinh cũng có thể bị mụn rồi. Và mụn nó sẽ xuất hiện ở kiểu linh tinh trên mặt và nó không theo một cái cơ chế nào cả, thì đấy gọi là da dầu mụn. Và da dầu mụn thì sẽ đương nhiên là kèm theo cả nhạy cảm nữa. Và bên cạnh đấy thì da dầu mụn nếu mà mọi người có cái tình trạng là kiểu bị mụn quá nhiều và quá nhiều loại mụn khác nhau thì đương nhiên là cái chương trình skincare này tôi nghĩ là không giúp được nhiều cho mọi người phải đến bác sĩ. Còn ở đây tôi chỉ muốn nói đến những cái làn da mà là kiểu da dầu mụn và mọi người kiểu thường xuyên bị những cái loại mụn bất ngờ ấy, thì chương trình skincare này thì giúp ích được cho mọi người đấy. Đối với là da dầu mụn thì tôi nghĩ là nếu mà sử dụng nước tẩy trang thì nó không được hợp lý cho lắm, mà mọi người nên sử dụng dầu tẩy trang hoặc là sáp tẩy trang. Cá nhân tôi thì tôi cảm giác là cái dầu tẩy trang khi mà mọi người kiểu massage không đúng cách và mọi người nhũ hóa không đúng cách ấy, thì nó vẫn có thể gây ra mụn. Thế nên là cái sản phẩm sáp tẩy trang này sẽ hợp lý hơn. Đầu tiên là sản phẩm sáp tẩy trang mà tôi từng giới thiệu các bác, thì đây là sản phẩm Earth Cleansing Balm. Thì đây là một cái món mà thực sự là nó có thiết kế rất là sạch sẽ, nó lấy ra một cách rất là dễ và nó không phải kiểu móc vào ấy, mình không phải móc tay vào để mình lấy thì nó đỡ bẩn hơn. Thế nên là đây là một cái điểm cộng rất lớn của sản phẩm sáp tẩy trang này. Đa số tất cả những cái loại khác trên thị trường thì đều là cái dạng móc móc vào ấy, nên là cái loại này thì nó sẽ sạch sẽ hơn khá là nhiều.
Sản phẩm này thì nó là cái tẩy trang yến mạch, và các bác sẽ thấy là yến mạch thì nó kỳ tốt cho da dầu mụn, bởi vì da mụn thì mọi người sẽ rất là nhạy cảm. Và cái yến mạch nó là cái thành phần giúp cho mọi người có thể làm dịu da bên cạnh ốc sên nữa. Và sản phẩm này thì là một trong số rất ít nữ tẩy trang shop thị trường mà nó không có hương liệu, thế nên là nó cực kỳ lành tính cho da luôn. Và giá sản phẩm này thì không phải là quá rẻ đâu, nhưng mà tôi nghĩ là cái sản phẩm tẩy trang đầu tư cái món này cực kỳ giá trị. Đấy là khoảng tầm từ 350 đến 400 nghìn cho một chai như thế này. Sản phẩm tiếp theo về sắc tẩy trang mà tôi giới thiệu mọi người thì đấy là một cái sản phẩm này mà tôi mới biết được gần đây. Đây là sản phẩm Organic Kitchen Don't Touch My Face. Đây là một cái sản phẩm của Nga. Thì cái concept của cái tẩy trang này nó khá là đặc trưng với tất cả những cái loại sắc tẩy trang giá rẻ khác trên thị trường. Đấy là nó đều có những cái chiết xuất hạt này, nó có một chút hương liệu, mà nó sử dụng chủ yếu những cái chiết xuất từ hạt đấy để làm tan cái make up và cái bụi bẩn trên da của mình. Thì loại này tôi thấy là tẩy trang khá là sạch so với cả cái Oat Cleansing Balm của nhà The Inkilis, thì thậm chí tẩy còn sạch hơn. Tuy nhiên là nó sẽ không có nhiều cái chất tốt, hay là nó không có nhiều những cái phù hợp cho da nhạy cảm nhiều như là của The Inkilis. Thế nên là mọi người bắt buộc là sẽ phải sử dụng một cái sữa rửa mặt rất là cẩn thận sau khi mà sử dụng cái loại này. Cái sản phẩm kem bơ này thiết kế thì nó như một hộp bơ thật luôn đấy các bác có thể nhìn thấy bên trong này. Nó kiểu y như hộp bơ luôn ý. Cẩn thận mang tủ lạnh là ăn nhầm. Với 100ml thì các bác sẽ có giá là khoảng tầm hơn 200.000. Tiếp theo là về sữa rửa mặt thì vẫn là như cái loại da dầu ở trên thôi. Tôi giới thiệu mọi người hai cái loại sữa rửa mặt mà tôi nghĩ là nó rất là tốt cho da. Thì đấy là hai cái loại này cực kỳ phù hợp cho da dầu mụn để làm giảm mụn, làm hỗ trợ điều trị mụn ẩn cũng rất là tốt. Thì mọi người nhớ tham khảo hai sản phẩm này nhé. Tiếp theo là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ rất là phù hợp với cả da dầu mụn, đấy là sản phẩm dưỡng ẩm. Thì đối với cả da dầu mụn thì tôi nghĩ là mọi người có thể hoàn toàn bỏ qua toner, tại vì mọi người có thể là sử dụng kem dưỡng ẩm nó dày hơn một chút. Sau đấy là mọi người phải mua thêm một vài sản phẩm mà tôi chuẩn bị đề cập ở đây nữa, thế nên là sẽ không đủ budget để mua thêm toner. Thì cái sản phẩm kem dưỡng mà tôi thấy rất là phù hợp cho mọi người thì cái đầu tiên vẫn là cái CeraVe này. Cái này là Facial Moisturizing Lotion Ultra Lightweight. Cái sản phẩm kem dưỡng thứ hai mà tôi muốn đề cập thì đây là cái sản phẩm của Sisa Plus Boom B5. Thì cái này là của La Roche-Posay. Thì cái sản phẩm này là một kem dưỡng khá là kinh điển rồi. Thì loại này nó giúp cho mọi người là sẽ làm cho da được giảm đỏ rát này, được phục hồi khá là tốt, cũng như là kháng khuẩn kháng viêm thêm vào cái chu trình trị mụn của mọi người. Tuy nhiên là công thức của sản phẩm này nó hơi bí một chút, thế nên là những bạn nào mà da quá nhờn ý thì mình có thể là giảm cái số lượng mình bôi lại, mình bôi vừa vừa lên thôi thì nó sẽ là ổn hơn. Vừa rồi trong phần sữa rửa mặt thì tôi đã chọn mọi người một cái sữa rửa mặt có tẩy da chết, đấy là cái Zapzit hoặc là cái Salicylic Cleanser. Thì nó có 2% salicylic acid nên là nó sẽ giúp mọi người tẩy da chết rất là tốt trên da rồi. Tuy nhiên nếu mọi người cần thêm một loại tẩy da chết nữa kiểu làm riêng ý thì mọi người bắt buộc là phải tăng budget lên thôi. Còn với cả cái budget 1,5 triệu này, tôi chọn mọi người những cái sản phẩm mà nó cần thiết nhất. Và sau đấy thì mọi người cần thêm gì mình sẽ bổ sung thêm theo cái nhu cầu của mình nhé. Đối với nhóm sản phẩm về chống viêm và làm dịu da ấy, thì ở trong cái nhóm này, nhóm dầu mụn thì tôi có hai sản phẩm cho mọi người. Cái đầu tiên thì vẫn là cái Skin 004 này. Cái này là Centella rau má giúp cho mọi người có thể làm chống viêm kháng khuẩn tốt. Cái loại thứ hai thì nó sẽ thiên hơn về là phục hồi da. Thì sản phẩm này nó là cái sản phẩm Ceramide Essence của nhà Lucembase. Loại này thì tôi đã từng cho một số bạn kiểu như là bạn của tôi ấy, da mụn dùng ấy. Thì các bạn ấy sử dụng sản phẩm này thì dùng rất là phù hợp. Và mọi người sẽ biết đấy là Ceramide thì sẽ hỗ trợ cho da mọi người làm phục hồi hàng rào da rất là nhanh chóng, cũng như làm giảm tấy đỏ cực kỳ tốt. Thế nên đây là một cái món mà tôi nghĩ là mọi người rất là nên đầu tư. Sản phẩm này thì nó có giá là khoảng tầm từ 250 đến 300 một lọ này. Ngoài ra thì tôi có một cái sản phẩm nữa mà tôi không có sẵn ở đây, nhưng mà tôi đã từng sử dụng rồi và tôi thấy là nó khá là phù hợp cho cái mục đích là để kháng viêm cũng như là làm giảm đỏ rát. Và giá của nó cũng dưới 300.000 và sử dụng được rất là nhiều lần. Đấy là cái sản phẩm Anti Redness của Tena. Thì cái loại này nó giúp cho mọi người cái gì? Nó sẽ có một cái bộ peptide cực kỳ tốt để da mọi người có thể tái tạo tốt hơn. Nó giúp mọi người làm giảm đỏ rát, sưng tấy. Và da mọi người khi mà bị mụn thì sẽ thấy rất là thoải mái khi mà có thêm cái sự hỗ trợ của sản phẩm này. Cuối cùng với cả da mụn đương nhiên là phải có thuốc bôi mụn rồi, chứ không thể nào mà da dầu mụn lại không có thuốc bôi mụn được. Thì tôi sẽ dành một cái phần budget nho nhỏ khoảng tầm 200.000 đến 300.000 cho cái mục này. Sẽ có hai sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu các bác. Sản phẩm đầu tiên đấy là sản phẩm này của La Roche-Posay, cái này là Epaclar cộng. Thì loại này nó sẽ giúp mọi người là làm giảm được những cái vết mụn mà nó sưng đỏ và nó kiểu là không rõ nhân ý. Sản phẩm này thì nó cũng sẽ không gây bít tắc lỗ chân lông luôn nếu mà mọi người lỡ bôi mảng lớn. Sản phẩm này thì nó cũng có một chút kem dưỡng ở trong này nữa, thế nên là nó sẽ không bị quá là khô da đâu. Mọi người hoàn toàn thể tin tưởng sử dụng sản phẩm này là một thuốc bôi mụn rất là tốt. Ngoài cái sản phẩm này ra thì
thì mọi người có thể là tìm đến một vài cái sản phẩm chấm mụn, nhưng mà nó ở cái dạng là cái mụn đấy nó kiểu nặng hơn một chút thì mọi người có thể sử dụng được. Đấy là sản phẩm nó là kiểu dạng thuốc, nó sẽ có adaptlin 1% kết hợp với cả benzoyl peroxide, mà nó sản phẩm Epidur, và tôi sẽ để cái hình ở đây các bác cùng xem. Sản phẩm này sẽ bán ở hiệu thuốc với giá khoảng tầm dưới 300.000, các bác có thể mua được rồi. Khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm thuốc bôi mụn giống như kiểu là Epidur rồi ấy, thì nó vừa có chứa adaptlin, vừa có chứa benzoyl peroxide, đều là những cái chất rất là khô trên da, thì mình bắt buộc phải dưỡng ẩm nhiều hơn cũng như là phục hồi nhiều hơn. Thì những sản phẩm mà tôi vừa giới thiệu các bác ở trên đấy là những cái sản phẩm kem dưỡng này có chứa B5, hay là những cái sản phẩm phục hồi da có chứa peptide, rồi là chứa rau má, nó vô cùng cần thiết luôn. Thế nên là mình rất cần là phải có đủ những sản phẩm này thì da mình mới có thể là ổn định được. Tiếp theo đến với cả nhóm da khô khỏe mạnh, thì đây là những cái bạn mà có làn da khô và ít đổ dầu. Da kiểu này thì thỉnh thoảng sẽ bị khô bong chóc ở phần rìa khóe miệng hoặc là phần mũi này, thường những phần khác thì cũng khá là ổn định, không có vấn đề gì nhiều. Bên cạnh đấy thì da cũng có thể gặp một vài trường hợp nho nhỏ, đấy là có thể bị nám tàn nhang nhẹ, thì đây là những cái biểu hiện chung của da khô mà không nhạy cảm. Đối với cái budget này thì tôi muốn cho các bác một cái sản phẩm sữa rửa mặt, đấy là sản phẩm này của The Ordinary, cái này là Squalane Cleanser. Sản phẩm này thì nó rất là phù hợp cho cái mức giá budget 1,5 triệu chúng ta, tại vì là sản phẩm nó là có 2 trong 1, vừa tẩy trang vừa rửa mặt được luôn, và nó cũng rất là phù hợp với những bạn da khô, đấy là chúng ta không cần phải rửa mặt quá nhiều lần. Nếu mà mọi người không thích cái option là 2 trong 1 của Squalane Cleanser này ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể tìm những cái loại nước tẩy trang giống như tôi vừa mới chia sẻ ở trên, đấy là mọi người sử dụng L'Oreal này, rồi mọi người kết hợp với cả một cái sữa rửa mặt mà nó khá là nhẹ dịu cho da khác, hoặc là mọi người có thể sử dụng thêm cái tẩy trang dạng balm, rồi mọi người kết hợp với một cái sữa rửa mặt dạng foaming cleanser như kiểu là Hada Labo, rất là ok. Đối với toner dành cho da khô thì tôi có một cái sản phẩm duy nhất mà muốn cho các bác ngày hôm nay thôi, thì đấy là sản phẩm toner dưỡng của nhà Claire's. Cái loại này thì nó rất là rẻ và nó rất là tốt cho da. Loại này thì nó có rất nhiều chất hút ẩm này, rồi nó có cả rau má, nó có cả panthenol. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ tôi nói quá nhiều lần trên kênh của mình rồi, đấy là da khô bắt buộc phải có serum cấp ẩm. Serum cấp ẩm ở đây mà tôi chọn mọi người thì là HA B5 của The Ordinary. Loại này thì đương nhiên là vô cùng tốt cho những làn da khô, nó giúp cho mọi người có làn da căng bóng hơn mà nó vừa có thể phục hồi da nữa. Giá sản phẩm này thì là khoảng từ 250 đến 300 nghìn trong một chai 30ml. Tiếp theo là sản phẩm dưỡng ẩm dành cho da khô, thì tôi nghĩ là mọi người sẽ rất là quen thuộc rồi, thì đấy là một cái sản phẩm của The Ordinary. Cái này là Natural Moisturizing Factors cộng với cả HA, giúp cho mọi người có một cái làn da bóng khỏe từ sâu bên trong và có thể dưỡng ẩm cho mọi người trong thời gian dài. Cái sản phẩm này thì nó có 11 loại axit amin tự nhiên trên da cũng như là có cả urea nữa, khả năng phục hồi rất là cao và giữ ẩm rất là tốt. Một cái sản phẩm kem dưỡng ẩm mà nó mạnh mẽ hơn nữa dành cho da khô thì nó là CeraVe Dry Skin mà tôi đã từng thấy các bác rồi. Sản phẩm đấy thì nó sẽ có thêm cả petrolatum nữa, một cái chất mà cực kỳ tốt để khi mà mình sử dụng trên da thì nó sẽ làm da căng bóng tức thời cũng như là giữ ẩm rất là lâu. Tuy nhiên là nó sẽ chỉ phù hợp cho biệt đội da khô mà thôi, chứ nó không phù hợp cho da dầu đâu. Thế nên là mọi người có thể xem xét khi mua. Một cái chai đấy với giá là khoảng tầm 250 thì mọi người sẽ có cái size là 59ml. Vừa rồi là toàn bộ những cái sản phẩm của da khô mà nó sẽ thiên về dưỡng ẩm và cấp ẩm thôi, chưa có một cái món nào mà sẽ là tẩy da chết cả. Thế nên là tôi sẽ giới thiệu bác thêm hai cái món tẩy da chết nữa dành cho da khô. Thì đầu tiên đấy là cái sản phẩm này cực kỳ phù hợp cho da khô, đấy là sản phẩm lactic acid 5% cộng với HA. Đây là một cái loại AHA, và cái loại này thì nó sẽ giúp mọi người có thể làm sáng da, làm đều màu da. Cũng như là lactic acid thì gần như là một cái loại AHA mà vô cùng lành tính cho tất cả các loại da luôn. Sản phẩm này thì với giá là khoảng tầm 280 đến 300 nghìn thì mọi người sẽ có một chai là 30ml. Một cái tiếp theo mà tôi giới thiệu các bác thì đây là một cái sản phẩm của Bielenda mà tôi mới sử dụng gần đây thôi. Thì sản phẩm này là một cái sản phẩm của Nga và đây là một cái toner mà nó là toner AHA. Loại này thì nó nhẹ hơn cái lactic acid kia một chút và nó cũng có giá khá là rẻ. Cái loại này thì nó là mandelic acid kết hợp với cả PHA. Cái chai này khi mà mọi người mua thì có những cái hướng dẫn là có thể sử dụng để làm kiểu như giảm tiết dầu, rồi tốt cho da dầu các thứ ấy. Nhưng mà tôi thì thấy là cái chai này nó không phù hợp với da dầu lắm, mà nó sẽ phù hợp cho da khô nhiều hơn. Tại vì công thức cái này nó quá là nhẹ đi, với da dầu thì bản chất là cái này nó không đầy đủ được. Da khô nhạy cảm thì là da rất là khô, và khi mà mọi người sử dụng tất cả sản phẩm skin care thì gần như cảm giác là bị đỏ rát hay là bị kiểu mẩn lên nó rất là nhiều, cũng như là mọi người có thể gặp tình trạng là da bị bong chóc hay là bị nẻ nữa. Thì đây chính là cái chu trình skincare mà mọi người có thể đang tìm kiếm đấy.
đối với cả nhóm sản phẩm sữa rửa mặt hay là toner thì thực ra là nó sẽ vẫn là cái nhóm giống như là da khô ở trên thôi, thì tôi sẽ không nhắc lại nữa, tôi sẽ để hình ở đây cho mọi người cùng xem. Tiếp theo đấy là nhóm chất để giúp làm kháng viêm cũng như làm dịu da và làm giảm đỏ rát, thì mọi người cũng hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm mà tôi vừa đề cập ở trên. Trong đấy cái sản phẩm mà tôi thấy nó tốt nhất cho da khô thì chắc chắn đấy là sản phẩm Ceramide của nhà Lucembay. Đấy là lần đầu tiên mà ở trong cái sản phẩm Ceramide nó không chỉ nằm trong kem dưỡng mà nó có thể kiểu chiết ra hẳn cái chai serum luôn. Đối với làn da khô nhạy cảm thì tôi thấy là mọi người sẽ khi mà sử dụng những cái sản phẩm kem dưỡng thì hầu hết đều không đủ đô. Và bản thân tôi thì cảm thấy là đối với da tôi là một cái loại da cũng không phải là kiểu quá là khô khốc quá mức ý, mà đến mùa đông tôi cũng không thể nào mà sử dụng cái kem dưỡng ẩm mà đều phải dùng dầu dưỡng hết. Thế nên là một cái chai dầu dưỡng mà tôi muốn cho mọi người thì đấy là sản phẩm này của NOW, đây là Rosehipseed Oil. Và loại này thì rất là phù hợp với cả da khô và đặc biệt là da rất khô thì sản phẩm này nó vô cùng an toàn và lành tính. Tuy nhiên là sẽ có một số bạn bị dị ứng với chiết xuất thực vật, thế nên mọi người cần phải patch test trước khi mà sử dụng nhé. Ngoài Rosehipseed Oil ra thì trên thị trường sẽ có rất là nhiều cái loại oil khác nữa, ví dụ như là jojoba oil, grapeseed oil hay là hempseed oil, thì nó sẽ đều để phục vụ những mục đích khác nhau. Trong đấy thì đối với những cái làn da mà kiểu mọi người cần những cái sự cấp ẩm mạnh mẽ hơn ý, thì jojoba oil là một cái rất là phù hợp, hoặc hempseed oil cũng là một cái rất là phù hợp đấy. Cái sản phẩm dầu này của NOW thì tôi đã sử dụng rất là nhiều chai rồi và nó sẽ giúp mọi người những làn da khô trở nên căng bóng hơn rất là nhiều, sử dụng để giữ ẩm cực kỳ tốt trong cả ban ngày lẫn ban đêm, và nó có cái giá trị giữ ẩm rất là dài nhất trong cả ngày. Sản phẩm này thì có giá là khoảng 300.000 cho một chai là 30ml. Cuối cùng là sản phẩm tẩy da chết dành cho da khô nhạy cảm, thì chúng ta có một sản phẩm duy nhất mà tôi thấy các bác, thì đây là sản phẩm Mandelic Acid 5%. Cái này là của By Witch Trend và đây là một cái chai mà tôi nghĩ là nó cực kỳ phù hợp cho da khô nhạy cảm luôn, bởi vì là cái Mandelic Acid nó là cái loại nhẹ nhất trong tất cả những cái dòng của nhà AHA, và cái này là 5% nữa, thế nên là nó là cái mức độ vô cùng vừa phải để mọi người có thể vừa làm dịu da vừa làm sáng da, da là tẩy da chết nhẹ nhàng mà nó vẫn không bị quá là nhạy cảm trên da. Mà thành phần sản phẩm này nó khá là tốt, ngoài 5% Mandelic ra thì nó có những cái chất khác như là những chất hút ẩm cấp ẩm cho da, panthenol, rồi là nó có cả chất thực vật nữa. Tất cả những cái sản phẩm này thì nó đều vô cùng an toàn, lành tính, không có hương liệu. Và cái sản phẩm này tôi sử dụng rất là nhiều lần rồi, nó cực kỳ phù hợp cho da khô luôn. Và nó ở castor oil nữa, giúp giữ ẩm vô cùng mạnh mẽ trên da. Thế nên là sản phẩm này nó không những là một cái toner acid mà nó còn là cái toner giữ ẩm rất là tốt. Mọi người nếu là da khô nhạy cảm thì đừng quên tham khảo sản phẩm này nhé. Giá của bạn này là khoảng 350 cho 120ml. Và sản phẩm này thì dùng được rất là lâu, mọi người có thể dùng trong khoảng tầm 2-3 tháng mới hết. Vừa rồi là toàn bộ những cái sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu các bác ở trong cái video ngày hôm nay, 1,5 triệu cho từng loại da skincare buổi tối. Các bác sẽ thấy đấy là những cái sản phẩm này nó phân bổ khá là khác nhau giữa các cái nhóm da, từ da dầu mụn, da khô và da khô nhạy cảm. Tôi hy vọng là cái video này đã có thể giúp ích cho các bác và các bạn tìm thấy một vài cái sản phẩm mà mình muốn thêm vào chu trình skincare của mình, cũng như là điều chỉnh lại chu trình skincare của mình theo một cái thứ tự nó khá là ổn định. Và nếu mà mọi người thích cái sản phẩm nào thì đừng quên là comment xuống bên dưới cho tôi biết, hoặc là muốn thay thế một vài sản phẩm nào và giới thiệu những bạn khác những cái sản phẩm hay ho hơn thì cũng comment hết xuống bên dưới cho tôi biết mình nhé. Cảm ơn các bạn xem hết cái video của tôi, cũng như là đừng quên subscribe channel Swatches Berlin. Các bác nhớ là hãy theo dõi những nền tảng khác của tôi, đấy là TikTok, Instagram và Facebook, bởi vì tôi sẽ có rất là nhiều nội dung hay ở trên các nền tảng khác đấy. Cuối cùng thì tôi có một cái group kín tên là Mặt Tiền Tốn Tiền, và trong này thì mọi người sẽ kiểu cùng nhau trao đổi những vấn đề về da, và tôi với mọi người sẽ cùng nhau giải đáp cho các bác. Ở trong này cũng rất là nhiều bạn giỏi về skincare nữa, thế nên các bạn đừng quên đến tham gia group và link tôi để bên dưới nhé. Chúc các bác có một ngày vui vẻ. Bye bye.